Ấy là chị Lũng mới ngủ thức dậy rất là biếng, mệt mỏi dữ lắm. Tôi rất là mệt mỏi. Thấy không? Không còn. Tôi rất là mệt mỏi. Tôi rất không phục vụ hoài mới luôn. Tôi mệt mỏi dữ lắm đó nghe. Đó. Tôi ngồi dậy một chút thôi. À, tôi rất là mệt mỏi vì làm biếng dữ lắm đó bà con ơi. Ồ, làm biếng dữ lắm. Hello. Thấy không? Con gái con lứa mang chiếc bông không còn luôn. Bức dục tối ngày luôn. Nghe. Tối ngày cái gì cũng dòm nho hồng hết.